Rồi quý vị ơi, cái video này tôi nhắc lại cái vụ mà ép chậu nha quý vị. Tại vì có anh hổm tôi cũng tư vấn rồi mà mấy anh về mấy anh cũng làm cũng hao hụt nha quý vị. Thì tại do mấy anh chưa cái kinh nghiệm chưa có nhiều. Giờ đơn giản lắm. Cái bầu của tôi đây nè. Từ cái giai đoạn là tôi gọt cái bầu nè quý vị thấy không nè. Đó mới rút ra tôi gọt ngang này không. Này là mấy cây tôi bán 3 cây 250 rồi đó. Tức là từ cái trong này là tôi gọt ra ngoài nè. Nè đó, từ trong cái bầu này nè nguyên một đống rồi nè, mới vừa gọt nè. Còn đây là chậu của nó nè, chậu to vậy luôn rồi gọt ra nè quý vị thấy không đó. Rồi đưa qua đây nè, đó nằm trong gỗ sẵn hết trơn rồi nè, chuẩn bị là ép chậu nè ha. Đó, còn cái này là cái chất chồng ép chậu nè. Cái này trong này nó có cho chấu nè với cát với miếng đất Nhật. Còn anh nào mà không có đất Nhật thì cứ xài cát với cho chấu không cũng được rồi, 50-50. Còn nếu có đất Nhật thì trộn vô mỗi cái một chút, một cái một miếng miếng, ví dụ như miếng đất Nhật này, miếng cát, miếng cho đen á, cho chấu đen á ha. Rồi cứ vậy mà vô nè, tùy theo cái chậu nè. Cái này là coi như ép vô là chơi liền luôn nè. Còn anh nào mà sợ ép vô nhỏ quá châm không nổi ha, thì ép vô cái chậu lớn hơn chút xíu nó thoải mái hơn. Nhìn thì nó không có đẹp nhưng mà nó thoải mái hơn, sống nó dễ hơn. Còn cái nào mà vô đây rồi thì chăm nó hơi cực nha, nhưng mà nó đẹp. Đó, ví dụ như cây này đi, giờ đem về nè, trộn sẵn đều đều vậy rồi ha. Giờ cây như cây này đi nha. Đó, hoặc là cây này đi ha. Cây này nè, cái này nãy cũng cái bầu bự tôi gọt ra nè. Gọt xong rồi tôi gọt nhỏ xíu lại luôn, nặng mình mới đưa vô đây được nè. Đưa vô đây chỗ nhỏ xíu được luôn nè, thấy không? Rồi ví dụ như này đi, vậy cái đầu mình đổ đất vô vậy nè, nó đổ đất vô. Cái này thì khỏi nói mấy anh cũng biết rồi phải không. Nó cái đặt cái cây vô, rồi cái ém phân vô, ém chặt phân vô, rồi vậy là xong. Xong rồi ví dụ như mấy anh nào mà biết cách chăm nó thì không có nói, còn mấy anh nào không biết cách chăm đó, lấy cái thùng xốp, thùng xốp bự vậy nè, mình ép xong vô chậu rồi mình tưới cho nó đẫm rồi mình đưa vô thùng xốp mình đậy lại, đậy lại cái chừng 3-4 ngày vậy đó, mình dở ra mình coi cái chất chồng nó có khô ha, thì mình tưới nó thêm miếng, còn không thì thôi nha. Rồi bắt đầu mình để cho nó xì tuột này tùm ra chừng 10 ngày ha, từ lúc mình ép tới 10 ngày đến mười mấy ngày sau là bắt đầu nó xì tuột tùm rồi đó. Lúc đó mình mới đem nó ra cái thùng xốp mình để ở trong hơi mát mát tí xíu, 2-3 bữa gì đó mình nhấp ra ánh nắng, từ 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 vậy là nó sống nha quý vị. Chứ còn anh nào mà không biết cái vụ về mà không có bỏ vô thùng xốp ép gì gì để ở ngoài đi, tôi thì tôi không có để thùng xốp luôn nha quý vị. Nếu mà tôi có thời gian tôi chăm rồi tôi khỏi thể thùng xốp nha. Nè, ép vô vậy không tôi khỏi để vô thùng xốp gì trơn nha. Vậy là để ở ngoài luôn rồi, nó tự ra nhánh ra cành luôn, tại biết cách chấp cha, biết cách chăm sóc á. Còn mấy anh không biết cách chăm sóc thì nó khó lắm. Nó nói đơn giản nhưng mà không biết thì nó vậy đó. Thì chịu khó đưa vô thùng xốp đi ha. Rồi nói tóm lại nha, bây giờ là cái chất chồng là trộn y vậy ha, rồi chồng vô rồi đưa vô thùng xốp, chừng 10 ngày sau nó xì tược tùm, đưa nó ra ngoài nắng, nhấp nhấp ra từ từ ngại miếng 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 nha. Rồi cái chất chồng thì mình cứ tưới, thấy nó khô mình tưới, chứ đừng có tưới quá nhiều nha. Cái giai đoạn này rễ nó chưa ăn nhiều mà tưới nhiều là nó chết luôn nha quý vị. Rồi clip này tư vấn đơn giản vậy nha quý vị ha, không có gì khó chân ha. Rồi xuống luôn nha quý vị ha. Rồi kết thúc quý vị ơi.